Ê, tôi nghe đồn á hả, là công ty mình nó có người mới vô làm á, đẹp lắm. Ồ, thấy chưa? Thấy rồi. Ôi, đẹp lắm hả? Ừ. Rồi. Nghe đồn gì, tôi thấy rồi, chân dài lắm luôn á. Wow. Ê, mà nhiêu tuổi vậy? Bà biết không? Thiệt hả? Là Có tin gì chị. hot nữa phải không? Hot quá hot luôn chị. Nhưng mà không có hot với chị đâu. Hot với mấy anh chàng ở bên kia kìa. Công ty mình vừa tuyển được một cô nàng chân dài. Wow. Trời ơi, sắp sửa đây hả, có người chia sẻ ngôi vị hoa khôi của chị Dung Hòa của mình rồi đó. Ý em muốn nói là hoa khôi cô đơn á đúng không? Cô đơn á thì chị nhận, nhưng mà hoa khôi thì chị không có dám nhận đâu, tại vì á xấu hổ cái từ hoa khôi lắm. Thôi làm việc nhanh lên. Ờ thôi vậy Làm đi. làm lẹ. Chào mọi người. Chào anh Nam. Hôm nay tôi giới thiệu với mọi người một thành viên mới của công ty chúng ta, cô Hoàng Yến, làm ở phòng marketing. Bây giờ mọi người làm quen đi. Dạ, em là Hoàng Yến, em chào các chị. Em có kinh nghiệm về marketing và quảng cáo, nhưng mà về lĩnh vực báo chí thì em vẫn còn là lính mới. Hy vọng là các chị giúp đỡ và hỗ trợ thêm cho em về công việc. Cô Yến nói vậy là khiêm tốn thôi. Thật sự thành tích của cô Yến rất là đáng nể đó nha. Dạ, chào em. Dạ anh. Chị Hòa phải không? Ủa, em là... Dạ, em là Hoàng Yến. Em là Hoàng Yến nè. Chị nhớ không? Em học sau chị một khóa đó. À, chị nhớ rồi. Em là người yêu của anh Bình đúng không? Dạ, em với anh Bình chỉ là bạn thôi. Chị còn nhớ hả? Chị nhớ chứ. Mà bây giờ nhìn em khác quá. Ra ngoài đường gặp em chắc không nhận ra đâu. Thì ra hai người quen nhau à? Dạ. Đây là cô Hòa, trưởng phòng biên tập. Dạ. Phòng của mình á, nhờ giả cô ấy nhiều lắm đó em. Em ráng kết thân nha. Dạ. Bây giờ thôi, nếu hai người quen nhau, anh nhờ em dẫn Hoàng Yến đi giới thiệu với mọi người. Bây giờ anh có công việc phải đi gấp rồi. Dạ, anh yên tâm đi, cô này để em lo cho. Dạ, chào anh. Dạ, chào anh. Chào em. Dạ, chào chị. Trưởng phòng biên tập tạp chí phụ nữ hiện đại hả? Chào chị Dung Hòa. Chào bạn, có chuyện gì không bạn? Chắc chị Dung Hòa không có biết tôi đâu. Nhưng mà tôi biết rất rõ về chị. Nhưng mà không phải là chị là bí thư đoàn trường đâu nha. Có chuyện gì không bạn? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là người yêu của anh Bình. À, anh Bình bí thư khóa 12 phải không em? Chị có nghe các bạn nói nhiều về em. Có chuyện gì không em? Nếu mà không có gì á thì tôi đâu có gặp chị. Chị có biết chị đang là người xen vào tình cảm của tôi và anh Bình không? Chắc là em hiểu lầm rồi. Bình với chị á chỉ là công tác đoàn chung với nhau thôi. Với lại á, Bình nhỏ tuổi hơn chị mà. Không có lửa làm sao có khói. Mọi người đang đồn ầm lên là chị với anh Bình lúc nào cũng đi chung với nhau, gặp nhau, hẹn hò nhau hết căng tin rồi tới hành lang. Gần đây anh ấy lơ là với tôi, tất cả là tại chị á. Em bình tĩnh lại đi. Đoàn trường đang chuẩn bị một lễ lớn, cho nên chị với anh Bình hay gặp nhau thôi. Em đừng có hiểu lầm. Chị cũng nghe các bạn kể về em là em không thích tham gia công tác đoàn, lại còn cấm cả Bình nữa. Chắc vì vậy em không hiểu thôi. Em tham gia hoạt động đoàn đi, vui lắm. Tôi vào đại học để học, kiếm công danh và sự nghiệp, kiếm tiền lo cho gia đình. Tôi không có thì giờ để làm mấy cái chuyện hội hè như vậy đâu. Chị không phải lên mặt dạy tôi. Chị cũng đừng lôi kéo anh Bình của tôi nữa. Nếu em thật sự yêu Bình thì em phải hiểu và song hành cùng người yêu của mình. Giữ người yêu như em á thì chắc còn dễ mất hơn đó. Mất anh Bình không phải vì chị hay là vì ai khác, mà vì chính em thôi. Tôi không có thời giờ để đôi co với chị. Tôi chỉ muốn nhắc chị là với cương vị của
chị đừng để tôi phải tố cáo với tất cả mọi người biết rằng chị giật bồ của người khác. Em đừng đe dọa chị kiểu trẻ con như vậy. Em hãy ngẫm nghĩ cách làm sao giữ được người đàn ông đáng yêu như Bình đi. Anh ấy đáng yêu hay không, đó là chuyện của tôi. Chị không cần phải đắc thắng như vậy. Lúc nào cô cũng là người thành công à. Tôi không thua kém cô suốt đời đâu.